Yến mạch là gì? Và trên thị trường hiện nay có bao nhiêu loại yến mạch? Yến mạch đã được phát hiện cách đây hơn 4.000 năm là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Yến mạch chủ yếu được trồng tại các vùng có khí hậu ôn đới như Ba Lan, Nga, Canada, Mỹ, Úc, Đức. Lương thực này được ăn hoặc được dùng như một thực phẩm bổ sung vì có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Yến mạch gồm có hạt yến mạch thường được sử dụng làm thực phẩm, lá và thân, hay còn gọi là rơm yến mạch. Cám là lớp vỏ ngoài của hạt yến mạch. Lá, thân và cám yến mạch thường được sử dụng làm thuốc. Do yến mạch nguyên hạt mất nhiều thời gian để nấu chín nên thường người ta sử dụng loại yến mạch đã qua chế biến. Tùy vào mức độ chế biến mà có các loại yến mạch như sau. Yến mạch cắt nhỏ là loại yến mạch nguyên hạt được cắt thành 2-3 phần. Yến mạch nguyên hạt cán mỏng là loại yến mạch nguyên hạt được hấp sau đó cán dẹt. Cám yến mạch là loại sản phẩm thu được khi xay yến mạch, thường được dùng để rắc lên các loại thực phẩm. Cám yến mạch có hàm lượng cao các chất dinh dưỡng. Yến mạch ăn liền, có thời gian nấu chín rất nhanh nhưng vì đã được chế biến nhiều nên loại yến mạch này thường chứa ít dưỡng chất. Bột yến mạch là loại yến mạch chủ yếu được dùng làm bánh, dưỡng da. Sữa yến mạch là lựa chọn tốt nhất cho những người bị dị ứng hoặc không dung nạp được sữa. Sữa yến mạch có kết cấu mịn và kem. Nhiều người nói rằng hương vị ngọt tự nhiên của nó làm cho nó giống với sữa nhất trong tất cả các loại sữa từ thực vật trên thị trường.